Nói về phần này, con xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Người mà có cái tâm tham lam keo sẻn, không biết bố thí đó, đưa đến cái tai hại như thế nào. Và người phát tâm bố thí cúng dường sẽ đem đến phước báo cho người đó như thế nào. Trước tiên, nói về tai hại của lòng tham lam keo sẻn. Khi Đức Phật còn tại thế, quý vị, trong thành Xá Vệ có một ông trưởng giả nọ, ông nổi tiếng là keo kiệt. Keo kiệt đến độ tiền của bao nhiêu ông làm 7 đồng ông kiếm 3 đồng cho chẳng 10. Ông làm 3 đồng ông cũng không dám ăn, không dám xài, dành dụm chắc mót để dành thêm 7 đồng nữa nó chẳng chục. Bản thân ông không dám ăn, không dám xài, đừng nói là phát lòng để bố thí, để giúp đỡ cho ai. Thậm chí gia đình của ông cũng bị cái sự keo sẻn của ông mà sống một đời sống khốn đốn, khổ sở, giàu mà không hưởng thụ được gì cả. Ông dành dụm bao nhiêu tiền, cái ông mua vàng, ông chôn ở trong cái khạp đó, ông chôn ở dưới đất. Ông sợ người trong nhà ông phát hiện biết được rồi sẽ lấy cắp của ông, sẽ lén lút lấy của ông đi. Cho nên ông không dám nói với ai, thậm chí vợ và con của mình ông cũng không cho biết. Nhưng khi vô thường chợt đến, lúc này thì ông tiếc nuối về mấy cái hũ vàng mà ông chôn ở dưới đất chưa có trói lại với vợ và con đó. Sau khi ông chết xong rồi, với cái tâm tham lam tiếc của đó, ông quay trở lại làm con chó trong nhà đó, quý vị ơi. Mà con trai của ông lên thừa kế, tiếp nối về công việc làm ăn của ông, nối nghiệp ông, thì hằng ngày rất là mến con chó này. Bởi vì con chó nó khôn lắm, ban ngày là không bao giờ nó ngủ nha, nó cứ nằm ngay cái chỗ đầu giường, nó cứ nằm trực ngay cái đầu giường đó. Và khi chủ nó về là nó nhảy bổ ra, nó mừng rỡ, nó quấn quýt như vậy. Cho nên con trai của ông trưởng giả này rất là yêu mến con chó đó. Một hôm Đức Thế Tôn ngài đi khất thực ngang thành Xá Vệ đây, ngài đi ngang qua nhà của ông trưởng giả thì con chó của ông nó nhảy bổ ra, nó sủa rân à. Đức Thế Tôn ngài mới dùng Phật nhãn ngài quán thấy, ngài mới bảo rằng: này trưởng giả, đời trước ông vì cái tâm tham lam keo sẻn mà hôm nay ông mang thân chó để giữ của cải, tài sản mà mình chôn mình giấu đó, sao ông không xả ra đi, xả cái tâm đi để được giải thoát, tại sao mà còn chấp mắc như vậy? Khi Đức Thế Tôn khai thị lời đó, nhờ thần lực của Phật đã giúp cho con chó này nó nhớ về tiền kiếp của nó rơi lệ khóc. Rồi nó ngoảnh đầu đi vô, nó nằm ngay gầm giường đó, nằm buồn tiêu nghỉu luôn. Từ sáng thời điểm mà gặp Đức Phật cho đến trưa đến chiều, ông trưởng giả nhà này sau khi đi công việc về, thường thì con chó nhảy bổ ra mừng, mà bây giờ không thấy nó nhảy ra mừng, nó nằm tiêu nghỉu buồn bã. Ông mới bước vào vuốt con chó hỏi: sao vậy, sao mà bữa nay chú chó này không nhảy ra mừng ta mà nằm buồn như vậy? Người nhà của ông mới nói: không biết nữa, hồi sáng này có Sa Môn Cồ Đàm đi ngang qua đây, nó còn nhảy ra nó sủa mà. Mà không biết ông nói nó cái gì, lẫn ngoài ngoảnh đầu vô lỡ buồn tới giờ nằm luôn, không ăn uống gì hết. Nghe nói như vậy, cái ông trưởng giả mới đi thẳng đến tịnh xá bắt đền Phật: này Sa Môn Cồ Đàm, hồi sáng ông nói cái gì với con chó của ta mà bây giờ nó bỏ ăn vậy, cái gì mà nó buồn vậy? Cái Đức Thế Tôn mới kể lại những lời ngài nói. Rồi ngài mới bảo rằng: ông có biết không, con chó mà ông nuôi ở trong nhà ông không ai xa lạ, chính là cha của ông trong hiện đời. Cha của ông chết đi rồi, do vì cái tâm tham lam keo sẻn tiếc của, tái sanh trở lại làm con chó để giữ của đó. Ông trưởng giả này ông nổi giận đùng đùng, ông nói: Sa Môn Cồ Đàm, tại sao ông lại sỉ nhục cha ta như vậy? Cha ta là một người có danh có tiếng, được nổi tiếng trong làng này, sau khi cha ta chết đi rồi, ông nương vào đâu, căn cứ vào đâu mà ông nói cha ta thành con chó? Ông phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với những lời ông nói hôm nay. Ông nương vào đâu, căn cứ vào đâu, chứng minh cho ta đi. Đức Phật mới nói: nếu muốn biết rõ sự thật thì ông hãy về
đào đất ngay cái chỗ mà con chó nó nằm hoài, thường xuyên nó nằm nơi đó mà nó không chịu nằm ở đâu đó. Đào đất nơi đó lên đi, nếu mà ông không tin thì đào lên đi, nơi đó là nơi mà cha ông cất giấu vàng ở nơi này ấy. Ông trưởng giả này trước khi rời khỏi tịnh xá còn có một lời hăm dọa đối với Đức Phật: nếu mà ta về ta đào đất lên mà không tìm thấy vàng thì ông tính sao đây? Ông phải chịu hoàn toàn với những lời nói của ông hôm nay, vì ông nói như vậy là xúc phạm đến danh dự của người đã chết. Rồi ông ta trở về nhà cho người đào đất lên ngay chỗ con chó nó nằm. Quả thật đào lên mấy hũ vàng nơi đó. Ông hoảng hốt sợ hãi và đi đến bạch với Đức Phật: xin Đức Phật chỉ dạy cho phương cách làm thế nào để giải thoát cho cha mình khỏi cái kiếp chó. Đức Phật mới dạy: ông hãy phát tâm đem số tiền của nó ra bố thí cúng dường tạo phước hồi hướng cho cha mình đi. Và ông trưởng giả này đã thực hành theo lời Phật dạy, không bao lâu con chó đó bỏ xác quý vị. Câu chuyện đó để cho chúng ta thấy người có cái tâm tham lam, keo sẻn, tiếc của chết cũng làm ma giữ của, làm chó giữ nhà. Chúng ta có muốn vậy không quý vị? Rất sợ phải không? Cho nên khuyên quý vị hãy phát tâm xả thí đi. Của tiền vốn chẳng bền lâu, phát tâm xả thí để bắt cầu về quê. Được không quý vị?